muốn đi cao thì phải đào trùng sọ sẵn. Ví dụ mà mai muốn đi quay thì sáng nay tôi ra tôi đào trùng. Ừ, có cá nhiều, vũ cá dữ lắm hả cô? Cô Thủy. Cá nhiều không ai biết. Ừ, cô Thủy có câu lần nào chưa? Trời, tôi câu hoài gì. Mà dính nhiều không? Dính hả? Nửa thùng. Ủa, trời ơi, dính nửa thùng luôn. Cái đó mình bẻ hay chi vậy? Gai không à. Sao cô không để cho nó lớn rồi nó rụng hột? Thì nó rụng hột, thì nó rụng thì nó rụng. Mà tôi có hột mà. Mình mua hột giống ha. Không có hột của tôi là mình giống ở nhà. Ví dụ nó nhỏ, ví dụ nó có ấy là bự vậy nè. Nó bự rồi nó xè ra bụi bụi cho bá vậy nè. Sao cô Thủy bứng cái đó luôn rồi? Bẻ chứ. Cái đó là cái đọt. Cái đọt á, cái đọt gai. Ngò gai. Cái này là mình làm bằng tay không hả? Làm tay thấy sạch hơn là lấy dao. Lấy dao mình làm, mình mổ 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 rồi nó lên nữa. Mổ mổ ha. Cô Thủy là nói là thật, rất là thật tình luôn á. Chứ nó láo dài, tôi có giờ biết nó láo rồi trời. Chưa luôn hả cô Thủy? Không, nó láo ai. Cô nói là cá quay thì để cô đào trùng trước. Ừ, đúng rồi. Là quay câu cá đúng không cô? Quay câu cá. Như chừng nào mình mới quay câu cá được nè? Mai đi. Mai ha. Mai chủ nhật ha. Sáng nay ra đào trùng. Sáng ra đào trùng có hên xui nha. Hôm bữa chú Bảy rủ tụi con chủ nhật vô đây nhậu nè. Ừ. Cô Thủy biết nhậu không? Không. Ủa vậy là chú Bảy mời với cô Thủy mời nhậu hả? Ừ. Nó mời tôi cũng mời. Không biết nhậu rồi sao mời? Nó nhậu. Ủa gì mà rồi tiền cô Thủy giữ hết mà. Tôi giữ để dành mua này kia mắm muối ăn chứ tôi có ăn gì tầm bậy đâu. Dạ, ý con nói là chú Bảy mời nhậu rồi mua bia rồi cô Thủy có đưa tiền không? Thì nó mua. Là cô Thủy đưa tiền ra. Nó làm lấy tiền nó mua. Làm về đưa cho cô hết mà. Không, cái nào nó làm cho nó ăn. À. Còn cái nào ai cho thì để dành mua gạo mua thóc đồ ăn. Dạ. Hôm qua con với chú Bảy với cô Thủy hôm qua hứa kèo rồi là không kêu mày tao, bữa nay kêu mày tao nữa rồi. Mày tao quen rồi, không có bỏ được. Không bỏ được luôn. Chia tiền phải không? Ừ. Không phải, dễ nói chuyện. Dễ nói chuyện. Dễ xử. Chứ kêu mày tao cái hình không nói hồi nào vừa quen rồi. Dạ. Không có bỏ được. Ở đây chắc có trùng nhiều lắm nè. Có trùng là nãy nhổ lên. Lâu lắm không câu cá ta. Không, lâu lắm không, mà bị gì tôi thấy người ta câu cá đó. Tôi coi bảo tích á. Mới nào á. Bảo tích hả? Ờ, người ta coi bảo tích á. Cổ tích hay là bảo tích? Bảo tích gì ai biết. Hồi bữa có khán giả vô nói cái đèn năng lượng mà cô Thủy nói là cái đèn lực lượng. Ừ. Tôi có biết đâu. Đèn lực lượng. Ừ, đèn lực lượng. Là bây giờ là biết đèn năng lượng nha, chứ không phải lực lượng. Lực lượng thì cũng được. Có đèn mót rồi nó chứ bộ giỡn à. Sao mấy cái bụi sắn dài này nè nó có cũ không cô Thủy? Có cũ rồi đó, dăm làm hàng rào nó có cũ rồi đó. Ừ. Mưa này dám nhiều khi có cá rô nó lên đó cô Thủy. Mới thấy con cá lậu nè. Mới luôn hả? Ừ, mới thấy thì... không chừng cá rô đó mò thứ cô Thủy, có chừng bắt được cá rô ngon luôn á, đem kho tiêu cô Thủy ơi. Kho tiêu gì? Nhà ăn cơm muốn quẹt với ruốc ba ruốc kho quen rồi. Ăn với ruốc hả cô? Con ruốc á. Con ruốc là nhỏ xíu đó ha. Ừ. Ruốc là nó chưa được bằng con tép chứ không? Đúng rồi, nó tự nhiên tép mà không ăn tép. Ruốc nó mới đẻ. Ruốc nó canh đồ ăn được. Rồi nước này nó lên nếu mà mưa nó ngập gì rồi chừng nào nó mới gục ruốc hết cô? Gần một tháng nó mới lừa, nó mới một tháng mấy nó mới lừa hết ngập. Rồi cái mùa nước nổi là ở đây mình có bị ngập nước không? Ngập. Vì lúc đó cô với chú đi tới đi luôn thì sao? Đi tới luôn đâu có sao đâu. Nó ngập nước lên luôn hả? Ừ, ngập cả bà nữa. Đi ngập hả cô? Hả? Nó đi mình đi ngập thì ngập ha. Ừ, ngập mẹ ngập. Ngập quá mình khai chỗ chảy ra ngoài một bớt. Ừ. Ở đây là tại vì mình vùng trũng hơn mấy bên kia là mấy vùng cao hơn. Bên nào? Đó đó, cao hơn cả mấy. Thì ở trên đó công ty nó cao. Dạ. Ngoài có cũ nè. Cô Thủy lắc vậy nó mưa nó rớt xuống ướt hết. Có con trùng bự á. Chạy rồi. Anh có trùng bự. Đang kiếm trùng á. Có trùng cái sẵn đem cái hũ đi cô. Hả? Bỏ vô luôn để dành mai mình câu. Hôm mai đào chút xíu câu chứ bà. Rồi, mới thì mình câu gì nhiều quá là mấy tụi con chở ra chợ bán luôn nha. Chở đâu chở? Chở gì? Đâu có nhiêu đâu nhiều. Câu rồi câu là mẫu thôi chứ.
nó lại ngầu cơ từ sáng tới chiều hả trời. Con làm mẫu giùm con quay hả? Ừ. Thì con qua câu từ sáng tới chiều luôn á. Câu kiếp cá luôn mà. Không, không có, tôi không có sắc xanh. Ủa vậy không sắc xanh hả cô thể? Không. Muốn ăn gà bắt gà ra ngoài người ta làm gì người ta làm. Cái là mình cũng sắc xanh mà. Sắc xanh là cũng như câu làm mẫu thôi. À. Câu làm mẫu thôi ha. Câu làm mẫu chứ tụi con quay clip thôi ha. Chứ không có ăn, câu rồi xong nhiều khi hả? Thả lại hả bà, cô? Thích thì thả, không thích thì cho kho chó ăn. Trời. Chị kỳ vậy? Ừ. Gì sắc xanh rồi? Sắc xanh tôi đâu có kho, dám kho làm là. À thì ra là chú Bảy kho ha. Ừ. Cô Thị chủ yếu là đem cá về cho chú Bảy thôi ha. Ừ. Với nhiều khi cá đây người ta cho nè, người ta làm rồi cái người ta kho. Dạ. Người ta muối người ta phơi khô người ta cho đó. Ừ. Người ta muối xong người ta cho về phơi khô á. Phơi khô làm chiên ngon lắm đó Bảy. Ừ, chiên ngon. Chiên nhậu ngon. Lát mai là nhậu lấy ra nhậu. Ồ vậy là trong nhà còn á Bảy? Có. À, cô Thủy có. Ừ. Có hết á, mắm cũng có nữa. Ừ, có mắm có khô đầy đủ luôn hả cô Thủy? Có mắm có cái sặc, cái sặc phơi khô. Mắm thì người ta cho mắm cái sặc ở gì đốc á, cô lốc gì ai biết, cô đốc An Giang ha. Ừ, người ta cho ở đây. Cô trồng xả nhiều quá nè, có bán không cô? Có bán cho cái chị gì ở ngoài xã đi vô đi ra ngoài đó. Dạ. Ra đường Hồng Nghĩa đó, bà làm bún bò đó. Dạ. Một tí bò rồi đó. Ướt quần cô hết rồi. Ướt cái quần cô rồi. Đúng lại. Mình nhổ tới chừng nào mới xong cô Thủy? Xong hết giờ, xíu. Dạ, nhổ mình nhổ tới đâu lận cô Thủy? Nhổ tới ngang bụi xả đó. Dạ, tới ngang miếng này thôi cho tụi con quay thôi ha. Ừ. Chú mà nói mà nhổ hết hả, là nhổ ngoài kia kìa. Chẳng nhổ mai cái cuốc đất lên trồng xả luôn, còn dạ. Không có trồng rau. Vậy là mai cuốc đất trồng xả tụi con vô quay luôn ha. Muốn làm gì làm. Cô Thủy thiệt tình quá ha. Nói hết luôn, có gì nói nấy. Chứ nó lao chị. Có gì là nó nấy luôn cô chú anh chị, rất là thiệt tình luôn. Muốn trồng xả thì trồng, muốn trồng khoai mì trồng, muốn trồng rau thì trồng. Chỗ đây mình trồng khoai mì nó có bị ngập nước không cô? Ngập sợ nó bị úng. Có trên đó nó không ngập thôi. Dạ. Trên đó đó, còn đây nó ngập à. Cô Thủy trồng ở đây mình có bón phân không cô? Cái gì bón phân? Phân á, giống như phân dừa đâu đó. Không. Tự nhiên luôn hả? Không tự nhiên. Tự nhiên quá ha, mà đây thấy đất tốt quá ta. Tại vì đất này là đất cát. Dạ. Trời nắng thì cô mới tưới nước hay còn trời mưa thì nó đỡ tưới. Cái mình hỏi tưới. Ừ. Mà trời tôi thì trời mưa thì tôi khoái, còn trời nắng tôi sợ thì dạ. Chạy vô nhà. Dạ. Nắng chịu nổi. Mưa dễ chịu hơn. Ừ, mưa ngồi cỡ nào cũng ngồi hết. Hồi nãy mà ai mà chưa ngồi quay tôi cũng ngồi nữa. Tức là dầm mưa nhổ luôn hả cô Thị? Ừ, dầm mưa nhổ luôn. Dạ. Cô chú anh chị nghe cô Thị nói không, mưa là cỡ nào cũng làm hết. Cô nói là nếu mà nãy mắt em mình mà ngồi ở ngoài mưa quay luôn thì cũng chịu luôn, ngồi nhổ luôn mà. Mát, nó mát. Còn trời nắng mà nắng chịu nổi, nó về chịu nấu ăn nắng nổi, hồi nhỏ thì chịu nổi. Hồi nhỏ thì cắt lúa hả, không có đậu nón luôn á. Dạ. Vì cái này phải gắn cho cô Thị cái máy lạnh mới được. Gắn chi? Gắn cho nó mát cô ơi. Tiền đâu trả tiền điện. Mà ở đây chưa có điện mà. Ở đây đâu có điện. Thì mua cái máy phát điện cô Thủy ơi. Thôi không có tiền. Hay lỡ mạnh thường quân ta hỗ trợ sao cô Thủy? Hỗ trợ thì mà đó mình tính sao? Tính sao ha. Ừ. Hồi xưa cô Thủy cũng đang xài điện ké anh ta ở ngoài đường ngoài á. Ừ. Xài điện ké là sạc bóng đèn như hồi nãy ở dưới tôi bực lên á. Sạc bóng đèn, sạc điện thoại, sạc đèn pin này kia. Xong chưa cô Thủy? Chưa. Xíu nữa ha. Ừ. Tới buổi xả này là được rồi cô ơi. Ừ thì làm dạ. Hết này nè. Dạ. Vô đi. Vô trọng đi. Vô trọng đâu có cô trọng đâu. Thì vô ngồi trọng đi. Tôi ngồi này tôi làm cỡ cho xong hết miếng này. Ừ, xong hết miếng rồi cô vô hả? Ừ. Dạ vậy tụi con vô trước nha cô Thủy. Vô trước đi. Dạ. Mai mình đi câu cá chốt cô Thủy ơi, ở đây xả ngon đây quá. Cá chốt thì cỡ nó cũng cá chốt mà cá chốt nhiều quá tôi không dám gỡ. Câu cá chốt hả là tôi phải cầm đi chấm câu phải cầm cái kéo. Cái gì vậy? Té. Gãy ghế rồi. Gãy ghế cô Thủy một rồi.
Thì thấy nó mọc rồi. Hôm qua xí té rồi đó. Ngồi dạo ngồi ghế đi, ghế ghế ship rồi đó. Ừ, người ta ngồi hai ba người không gãy mà ngày ngồi mình là gãy là hay á. Ừ. Dạ. Chị có thể nhổ đây tụi con vô trước nha. Ừ vô đi. Dạ. Nhổ này cho nó xong rồi. Nè cô chú anh chị thấy nước mưa nước cô thủy để hứng nè, hứng để dành xài nè. Mỗi lần mưa cái nước ở đây nó đục lên đó cô thủy. Nước ra ruộng ta chảy ra đó. Trời ơi thấy nó lóng phèn luôn. Đáng lý ở đây là mưa là nước cá gô rồi nó hay lên lắm cô chú. Nó nhào nhảy lên đó. Nước nè, nó có đường nước nè. Nó xung quanh của cái căn chòi của cô thủy ở đây nè. Dạ thì thôi tới đây mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Mình cũng chúc tất cả quý cô chú anh chị một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an, thành công trong cuộc sống. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video sau. Bye bye cô thủy nha, bye bye.